Mưa lũ bất thường tại miền Trung không chỉ gây ra những thiệt hại về của cải hay hoa màu, mà những mất mát về người cũng đã được ghi nhận. Theo Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai, tính đến nay mưa lũ ở miền Trung đã làm 2 người tử vong, 1 người mất tích và 5 người bị thương. Cụ thể, mưa lũ làm sập 2 nhà, 50 nhà bị tốc mái, 262 thuyền, ghe bị chìm, khoảng 2.600 lồng bè bị thiệt hại, hơn 88.000 hecta lúa và khoảng 17.000 hecta hoa màu bị ngập thiệt hại. Hiện ngập lụt vẫn xảy ra ở một số vùng trũng thấp ven các huyện Hải Lăng, Vĩnh Linh, Do Linh, Triệu Phong, Cam Lộ và thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị và một số khu vực khác ở huyện Phú Vang, Phong Điền, Quảng Điền, Phú Lộc, Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế. Khắc phục hậu quả thiên tai, các địa phương đã tổ chức tiêu úng, nước rút đến đâu thu hoạch đến đó. Đến chiều mùng 3 tháng 4, các tỉnh Quảng Ngãi, Bình Định và Phú Yên đã thu hoạch hơn 23.000 hecta lúa, đã trục vớt được 171 tàu thuyền trong tổng số hơn 262 tàu bị chìm. Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai đề nghị các địa phương tiếp tục khẩn trương khắc phục thiệt hại, hỗ trợ người dân về lương thực để không hộ nào bị thiếu đói. Huy động lực lượng giúp nhân dân vệ sinh môi trường, sửa chữa nhà ở bị tốc mái, ngập lụt, sớm ổn định cuộc sống người dân. Theo dõi chặt chẽ diễn biến thiên tai, sẵn sàng ứng phó với đợt mưa tiếp theo. Theo dõi, sẵn sàng ứng phó với khả năng xuất hiện áp thấp nhiệt đới trên biển Đông tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo về văn phòng thường trực ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai. Bên cạnh đó, những hecta hoa màu bị hư hại, những căn nhà bị tốc mái, số người thương vong mất tích do so trận mưa lũ bất thường vẫn tiếp tục được cập nhật. Trước thực trạng này, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã kịp thời chia buồn, thăm hỏi và có những chỉ đạo khẩn về kế hoạch đối phó thiên tai trong thời gian tới. Theo Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai, đợt mưa lũ trái mùa ngày 31 tháng 3 đến mùng 2 tháng 4 gây thiệt hại cho 9 tỉnh từ Quảng Bình tới Khánh Hòa, nhiều nhất là Thừa Thiên Huế với hơn 20.000 hecta lúa, 2.300 hecta hoa màu. Quảng Nam lần lượt là 16.800 hecta và 4.500 hecta. Bình Định 15.120 và 2.320 hecta. Mưa lũ làm hai người tử vong, một ở Quảng Nam, một ở Phú Yên. Một người Phú Yên mất tích và 5 người ở Thừa Thiên Huế bị thương. Thủy sản bị thiệt hại nặng với hơn 220 ghe thuyền chìm, 2.500 lồng bè hư hại. Hiện chỉ còn một số huyện là Đắk Rông, Triệu Phong, Hải Lăng của tỉnh Quảng Trị bị ngập trung bình từ 1 đến 1,5 m nước rút chậm, dự kiến sẽ sớm rút hết. Địa phương đang hỗ trợ gia cố đê bao bị tràn ở các xã Hải Thọ, Hải Định, Hải Dương, Hải Phong, Hải Trường, Hải Lâm. Dự báo trên các sông Thừa Thiên Huế đến Khánh Hòa có khả năng xuất hiện đợt lũ, đỉnh lũ lên báo động 1. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại vùng núi và ngập úng cục bộ tại vùng trũng thấp ven sông. Trong công điện ngày mùng 2 tháng 4, Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi lời thăm hỏi chia buồn đến thân nhân gia đình có người bị nạn, chia sẻ với những khó khăn của đảng bộ, chính quyền và nhân dân miền Trung, đặc biệt là hai tỉnh Bình Định và Phú Yên. Ông yêu cầu các địa phương, bộ ngành tập trung khắc phục hậu quả mưa lũ, ổn định đời sống nhân dân. Bên cạnh chỉ đạo của Thủ tướng, Tổng cục trưởng Tổng cục phòng chống thiên tai ông Trần Quang Hoài cho rằng diễn biến thất thường của thời tiết lần này đã gây thiệt hại lớn cho miền Trung. Đơn vị này đang đề xuất mời các nhà khoa học chuyên gia đồng hành cung cấp tỉnh miền Trung để nghiên cứu giải pháp hỗ trợ ngày 3 tháng 4, đoàn công tác trung ương do ông Trần Quang Hoài, Tổng cục trưởng Tổng cục Phòng chống thiên tai làm trường đoàn, đã đi kiểm tra tình hình thiệt hại do mưa lũ trên địa bàn huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị. Tại chuyến kiểm tra, Tổng cục trưởng Tổng cục Phòng chống thiên tai, ông Trần Quang Hoài cho rằng, diễn biến thất thường của thời tiết lần này đã gây thiệt hại lớn cho miền Trung, trong đó có tỉnh Quảng Trị. Trước mắt theo ông Hoài, tỉnh Quảng Trị cần lưu ý những khu vực còn có thể bảo vệ được sản xuất cho vụ mùa thì thực hiện bơm tát, chăm sóc cây trồng ngay sau khi nước rút khu vực nào ngập sâu cần xác định tập trung cho vụ mùa tới. Ông Trần Quang Hoài thông tin, phía Tổng cục Phòng chống thiên tai đang có những đề xuất mời các nhà khoa học, chuyên gia đồng hành cùng các tỉnh miền Trung để nghiên cứu giải pháp hỗ trợ vùng ngập, vùng biển và sẽ tính toán kỹ phương án chuyển đổi, công trình tưới tiêu, cắt lũ, hạ tầng giao thông, thích ứng với giai đoạn biến đổi khí hậu hiện nay. Cùng với đó sẽ triển khai những giải pháp mang tính căn cơ đồng bộ từ trung ương đến địa phương. Để hạn chế thiệt hại do mưa lũ gây ra, ông Hà Sĩ Đồng, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị cho biết, tỉnh đã chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phối hợp với các đơn vị địa phương liên quan xây dựng phương án, đề xuất các giải pháp kỹ thuật nhằm khắc phục diện tích sản xuất nông nghiệp bị ngập úng. Tỉnh này cũng đã yêu cầu các địa phương khẩn trương huy động lực lượng, phương tiện, vật tư, trang thiết bị để triển khai sa cố, tôn cao bờ đê bao ngăn lũ nhằm bảo vệ tối đa các diện tích gieo trồng chưa bị ngập, hàn gắn, khắc phục tạm thời các tuyến canh mương nội đồng bị hư hỏng để bảo vệ và phục hồi sản xuất vụ mùa sắp tới